Xin chào quý bác sĩ, đây là video hướng dẫn làm thế nào để thực hiện cuộc hẹn online và tạo đơn thuốc. Đầu tiên đăng nhập vào DocuSign. Trên lịch làm việc, tất cả các cuộc hẹn online đều có biểu tượng gọi video. Để thực hiện cuộc hẹn video, bác sĩ chọn cuộc hẹn và nhấn bắt đầu cuộc gọi. Để thêm đơn thuốc, bác sĩ chọn thêm đơn thuốc, tạo đơn thuốc trống. Tại đây, bác sĩ điền thông tin tên thuốc và liều lượng. Số lượng, đơn vị tính và lời nhắc cho bệnh nhân. Để xem trước, bấm vào xem trước. Sau đó bấm lưu và gửi đến bệnh nhân. Đơn thuốc sẽ được lưu vào hồ sơ bệnh nhân. Đồng thời bệnh nhân sẽ nhận được tin nhắn điện thoại về đơn thuốc. Cảm ơn quý bác sĩ đã theo dõi.